Một miếng nữa thôi nghe. Còn đây là ạ. Dạ, một mặt bà cô ạ. Đóng nhau đi. Bà cố ăn cơm ra, bà cố ăn cơm ra. Chu cái miệng ra. Đây. Miếng đây này. Ngon không? Ngon. Mấy tuổi? Một tuổi. Con vịt kêu ra. Quật. Con vịt bây giờ ngang là con vịt yêu cháu đó. Ngon quá. Con mấy tuổi? Nó thông vừa cắn. Hết rồi nè, lấy cái ta ra. Hết rồi.